Con cầy hương và con cầy mốc đều được gọi là cầy vòi. Ở miền Bắc thì chúng được gọi là cầy vòi mốc, còn ở miền Nam thì chúng gọi là cầy vòi hương. Và con cầy vòi hương thì chúng thích nghi với khí hậu ở miền Nam, còn con cầy vòi mốc thì chúng thích nghi với khí hậu ở miền Bắc. Vì sao là miền Bắc chúng ta lại lựa chọn nó nuôi con chuồn mốc, còn còn miền Nam chúng ta lại lựa chọn nuôi con chuồn hương? Đối với con chuồn hương ấy thì bản năng của nó từ xa xưa đến giờ là thích nghi với cái điều kiện đó là nắng nóng kéo dài và mưa, còn không chịu được cái khí hậu đó là rét, nên là sẽ không phù hợp để chăn nuôi khi ở miền Bắc, khi bởi vì miền Bắc là có cái khí hậu lạnh. Còn về đầu ra, đối với những hộ nào mà lấy con giống bên trang trại nhà em Hường thì em Hường sẽ ký hợp đồng liên kết bao tiêu. Còn đối với những hộ nào mà không lấy giống của nhà em Hường thì em Hường vẫn sẽ bao tiêu lại cho mọi người. Nhưng mọi người phải liên hệ trực tiếp với em Hường nhá. Mọi người nhớ chủ động nhá.